Xin chào các bạn, hôm nay mình kể câu chuyện về mèo và chuột. Câu chuyện này có mấy bức ảnh đây? Câu chuyện có 4 bức ảnh. Tụi con sắp xếp câu chuyện này như thế nào? Wow, con sắp xếp được vượt nhanh đấy. Làm nào để con sắp xếp những thứ tự nhanh như này con? Có số. À, con thật là tinh vi, tinh tường, nhìn thấy số đúng không? Vậy mình sẽ kể lại câu chuyện này thế nào? Kể câu chuyện thế nào? Có một bạn mèo con. Mèo được ông bà chủ yêu quý nên cho cậu một bát sữa thật ngon lành. Cậu vừa nằm vừa thưởng thức thì nghe tiếng chít 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 ở ngay vùng đất bên cạnh. Và đó là các bạn chuột. Chuột là con đen à? Một bạn chuột mon men. Và càng ngày cậu càng mon men đến gần cái đĩa. Đĩa gì đấy? Đĩa sữa của mèo. Và cuối cùng thì cả đoàn đã kéo đến để bắt. Để gì? Để mang cái bình sữa, cái bát sữa của mèo đi ra nơi khác. Và mèo thì rất là sợ chuột. Nên mèo chạy tung dép. Có đi dép đâu. Còn các bạn chuột thì ra sức mang cái bát sữa vào trong hàng của mình. Thế là ba bạn đã lấy được bát sữa. Còn mèo thì không làm gì được ở ngoài. Thế con thấy làm thế nào để bạn chuột lấy được bát sữa của mèo nhỉ? Sao con? Làm sao chuột lấy được? Có cánh được mở ra. Cánh được mở ra là thế nào? Có cánh mở ra. Mở tường á? Vâng. À, thì mình có nên không? Mình có thể ấy trên trời xong rồi đặt mèo nó có thể lấy được. Ý là con nói mình sẽ lấy cái búa, mình đập cái cửa này to ra để cho mèo vào gì? Xong rồi tía mình đóng lại. Thế theo con nếu mèo ra thì nếu phá cửa ra như thế này thì có tốt hay không? Chỉ để cho mèo đi ấy. Có tốt hay không? Cái gì mà mình không được? Không được lấy tay mình trong đà. Xong rồi mình lấy một mắt ra mình nhìn thử. Xong lấy. Thôi con kể chuyện đi. À, mắt sữa cho mèo à? Con kể chuyện chưa? Thôi, đấy thôi nhé. Thôi nhé. Mẹ nhỉ? Wow. Hay quá. Hay quá. Đó, con tự kể lại câu chuyện của mình nhé. Thôi, và bây giờ bài của mình tạm dừng ở đây. Chúng ta sẽ học bài sau nhé. Cảm ơn bạn.